Lạ này, bên tầm dữ, giữa đêm khuya canh vắng, sao lại có tiếng tỳ bà văng vẳng dây trắng? Nghe âm ba như cục nhạc ghê thường, chắc là người của chốn Trường An thở nọ. Kìa, ngoài xã khơi nhấp nhô con thuyền nhỏ, anh lái thuyền hãy cho thuyền ta cập sát chiếc thuyền kia, để ta được diễn kiến danh sư cầm nghệ. Tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Dạ tôi xin hỏi cao sư nào đang đàn tỳ bà thế? Sư phụ đàn thật hay, phải chăng có thể cho gặp được mặt để thỏa lòng ngưỡng mộ? Xin kính chào tiên sinh. Chào cô, xin mời cô bước sang thuyền. Mời cô ngồi. Xin các vị đừng cười, ngón đàn của tôi kém lắm, có lẽ làm bẩn tay các vị rồi chăng? Xin mời cô nương tự nhiên ngồi xuống. Ngón đàn của cô nương tuyệt hay, tuyệt hay. Đàn lên như khúc nhạc tiên, nhưng nghe giọng nói của cô nương thì dường như không phải là người ở xứ này, mà giống như người ở Trường An. Sao lại tới nơi đây vậy? Tiên sinh đã hỏi thì tôi xin nói, dân tôi là người của chốn Trường An thuở nọ. Cầm cây thấy hoa không phải chỉ biết sơ hoa, mà lại là sông nghiệp cầm cán thắp cho sông. Tuổi thanh xuân qua rồi không trở lại, ai có tài gì kéo ngược được thời gian? Nhưng ít ra nơi phổ qua đâu hỏi, tội tình gì phải lãng thang? Người là đấng trưởng phu thì dù có trèo cao té nặng cũng không ai dám đem lòng khinh thị. Còn tôi là một ca kỹ về chiều không đường lựa chọn, nên phải lang thang nơi cuối bài gian gần. Gã lái buôn rày đây mai đó, chứ không có tình có nghĩa yêu đương. Chàng đáng buông trà ở tận Phù Lương, để tôi cô độc một mình chết chuyết thuyền con. Đêm thường đêm nhìn răng treo trên sông lạnh, nhớ đến tuổi thanh xuân mà lòng rưng rưng nước mắt.
nên cô phải đến nơi này. Thời gian trôi đã giết mòn tuổi ngọc của một ca nhi, đành chấp nhận chớ nói được gì. Cô nương ơi, thời gian trôi làm hao mòn tuổi ngọc, đâu phải chỉ có riêng cô. Nhưng nghĩ kỹ ra ta cũng đồng cảnh ngộ, và tôi cũng bị trôi giạt đến nơi này. Phận tôi đây đang bị lưu đày, rời Trường An không hẹn ngày trở lại. Cuối bãi giang gần chỉ có rượu và thơ. Thật không ngờ người cũng từ chốn kinh đô, xin cho được biết qua cao danh quý tâm. Tâm danh tôi không còn giá trị, vinh dự gì chức tư mà Giang Châu, người bị lưu đày. Thế ra ngài là bạch học sĩ đây à? Cô biết tôi sao? Không biết. Và tôi cũng không đủ tư cách để dám quen biết với ngài. Nhưng đất Trường An này có ai mà không nghe qua cao danh uy tín của bạch cư vị, là chủ nhân của bài Trường Hận Ca đấy chứ. Vậy à? Dân đời ca kế ơi, như tôi lúc còn ở kinh thành đã thuộc lòng bài Trường Hận Ca. Và nghe qua cao danh của tiên sinh Hoàng Thanh Liêm, lo cho dân không sợ khó khăn. Dân trường của ông như dòng suối tiên, có mấy ai hiểu được mình như thế này. Và con đàn lại quá thức tha, dù ta đã bị lưu đày, nào có nghĩ hơn thua gì. Thật chân tình tri kỷ tri âm, đừng nghĩ gì cả. Xin mời cô hãy ngồi vào bàn tiệc, uống với tôi vài bá chung rượu. Đêm nay tôi được tiên sinh thưởng thức tiếng đàn và trò chuyện, là phước đức ba đời của tôi rồi. Làm sao tôi dám cùng tiên sinh cạn chén và nghĩ đến chuyện tri kỷ tri âm. Cô nương ơi, tôi già
có điều là những kẻ lưu lạc nơi chân trời cuối bể thì còn câu nệ làm chi lễ nghi như thế. Để gọi là tri âm tri kỷ, xin mời cô hãy cùng tôi càng mấy chung. Đây rượu hoàng hoa ta uống ngót đêm này, lễ nghi gì với một Giang Châu tư mà đã bị đài lên tới thủy tận sơn lâm. Cả năm rồi tôi chưa được nghe tiếng tỳ gầm, nay cô đã cho tôi trúc bầu tâm sự. Tôi sẽ suy tư viết bài tương ngộ mà tôi và cô đã gặp gỡ đêm này. Tôi thật vô cùng cảm kích thưa tiên sinh. Buồn tâm sự Giang Châu tư mà nghe tiếng đàn lá trà dòng châu. Tiên sinh ơi ta chung rộ, tôi xin uống cạn sẽ hầu đàn cho bạn tri âm. Kể từ ngày tôi rời khỏi Trường An, nay tao ngộ người mang chung tâm sự. Trút hết tâm tư nhạc quan trầm bông, khúc quê thường rồi đến lúc yêu. Đó gọi là một khúc nhạc tiên tặng cho tư mã Giang Châu hiện tại. Xin đa tạ tỳ bà Hằng sẽ là tên bài hôm gặp lại không quên tặng